Xin chào bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Khuyên Ngọc. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục cái series đó chính là phụ kiện giá rẻ. Và mình sẽ mang đến các bạn một cái sản phẩm theo mình đánh giá là vô cùng thú vị. Tuy nhiên sẽ có một điều khác biệt so với những số trước, đó chính là sau khi mình review xong thì mình sẽ tiến hành tặng cho các bạn cái sản phẩm này. Còn sản phẩm này là gì thì mời các bạn xem những cái đánh giá của những người đã được trải nghiệm trước đó để xem các bạn có đoán ra hay không nhá. Sở thích thế, tròn tròn chứ không kiểu thô thô như cái em hay dùng. Ui ba lỗ à? Em thích lỗ. Sờ cũng sướng. Mặt này mặt vải đúng không? Gõ nghe hay phết. Sờ nhám nhám kiểu kiểu da kề da ấy, để có lỗ đấy. Và đó là đánh giá của Thành cũng như là Vân về cái sản phẩm này. Các bạn đã đoán ra được sản phẩm này là gì chưa? Nếu chưa ấy thì hãy xem bài đánh giá ngay sau đây nhá. Và cái sản phẩm này đó chính là viên pin sạc dự phòng Solop mình đang có trên tay đây. Đây là một cái sản phẩm được sản xuất bởi Solop và phân phối bởi Xiaomi. Chính vậy, cá nhân mình đánh giá về chất lượng cũng như độ hoàn thiện thì nó tương đối là ok so với những cái cục sạc dự phòng khác. Và thời điểm hiện tại thì cục sạc dự phòng này đang được bán mức giá 500.000 tại fanpage Deeper. Nếu bạn nào muốn mua cũng như là trải nghiệm một cái sản phẩm nó có thiết kế nhỏ gọn, xinh xắn và có độ hoàn thiện cao như này thì có thể gọi là vào fanpage đó cũng như là mua inbox từ họ để xem là mức giá của nó có phù hợp với nhu cầu cũng như là túi tiền của bạn hay không nhá. Còn bây giờ chúng ta hãy đi vào phần đánh giá. Theo mình thì điểm mạnh của cục sạc dự phòng này sẽ có 3 điểm chính như sau. Thứ nhất đó chính là cái độ hoàn thiện của nó theo mình đánh giá rất là tốt. Khi mà hầu như mình sờ, mình nắm, nó không có bất kỳ một cái gì đó gọi là cấn hay móp gì cả. Cá nhân mình trải nghiệm thì thực sự là mình thích cái cảm giác cũng như là độ hoàn thiện của cục sạc dự phòng này. Vô cùng thoải mái để các bạn như kiểu đi xa, sau đó các bạn như là túi áo, túi quần, rất là thoải mái. Và đặc biệt nếu các bạn có nhét vào trong cặp đi nữa thì nó cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến những cái sản phẩm khác, ví dụ như là màn hình điện thoại của bạn. Đặc biệt là những bạn nào đang sử dụng một cái màn hình điện thoại tấm nền OLED, nó dễ bị ảnh hưởng bởi những cái va đập. Và nếu nói về độ hoàn thiện cục sạc dự phòng này thì mình có thể đánh giá nó ngang với những sản phẩm cao cấp khác đến từ Anker hay là đến từ Energizer vân vân. Cũng dễ hiểu thôi, khi mà từ trước đến nay thì mình đánh giá Xiaomi luôn là một cái nhà sản xuất cho chúng ta những cái sạc dự phòng này, những cái cục sạc cho chất lượng cũng như là độ hoàn thiện cao, trong khi đó thì mức giá lại vô cùng hợp lý. Và đây cũng là một trong những sản phẩm như vậy. Điểm mạnh thứ hai của cái viên pin sạc dự phòng này đó chính là chúng ta sẽ có rất là nhiều tính năng. Đầu tiên đó chính là các bạn sẽ có khả năng sạc không dây cho những thiết bị khác. Đúng rồi, thời điểm hiện tại thì những thiết bị như kiểu là iPhone hay là những cái mẫu máy như kiểu Samsung, họ đã tích hợp công nghệ sạc không dây rồi. Chính vậy, nếu bạn nào đang sử dụng những mẫu máy như này thì việc trang bị thêm một viên pin sạc dự phòng có tính năng sạc không dây là một điều gì đó rất là thú vị, cũng như là giúp các bạn tiện hơn trong quá trình sử dụng. Ngoài tính năng sạc không dây thì các bạn cũng sẽ có hai đầu ra với hai output, đó là nguồn ra 5V, 1A cũng như là nguồn ra 5V và 2A với công suất tối đa của nó lên đến 10W. Ngoài ra viên pin sạc này sẽ có một điểm cộng nhỏ nhỏ, đó chính là nó sẽ có một cái lỗ luồn ở đây, dùng để các bạn luồn dây qua, sau đó là đeo ở túi áo, túi quần. Hay các bạn muốn tạo ra một cái điểm nhấn đặc biệt thì các bạn có thể đeo luôn lên cổ, nhìn nó cũng rất hoành tráng đúng không? Đeo một cục sạc dự phòng như này lên cổ rõ ràng là một điểm gây chú ý khi mà các bạn đi giữa chỗ đông người. Một điểm cộng nữa cho viên pin sạc dự phòng này đó chính là cái bề mặt sạc không dây của nó đều là bằng vải. Và với cái chất liệu vải ấy, theo mình thấy là nó rất thân thiện với bề mặt da tay của bạn cũng như là bề mặt điện thoại. Bởi vì sao? Thực tế mình đã thấy rồi, rất là nhiều viên pin sạc dự phòng có bề mặt sạc của nó làm bằng nhựa hoặc là thậm chí làm bằng như kiểu là cao su chẳng hạn. Khi mà các bạn để điện thoại lên đó, chẳng may nó sẽ có như kiểu là sạn này, sau đó là bụi hay là cát gì đó, các bạn để điện thoại lên đó thì cái mặt lưng của bạn rất dễ là bị như kiểu xước răm hay là như kiểu là các bạn bị có thể sứt mẻ gì đó. Đây thực sự là một cảm giác rất là khó chịu khi mà chúng ta sử dụng một chiếc điện thoại mà mặt lưng bằng kính, nó bỗng dưng lại bị một cái vết xước gì đấy, nhìn cực kỳ là khó chịu luôn. Và xem đến đây rồi thì các bạn cũng đừng quên, đó chính là phần cuối mình sẽ dành để giveaway cái cục sạc dự phòng này cho các bạn nhá. Chính vậy mà chúng ta hãy lán lại một chút để xem là phần cuối nó sẽ có những cái điểm gì thú vị nữa. Cuối cùng chúng ta hãy nói về hiệu suất chuyển đổi của cục sạc dự phòng này đi. Khi mà có dung lượng đó chính là 10.000 mAh. Tuy nhiên khi các bạn chuyển sang dòng sạc đó chính là 5V và 2A thì theo nhà sản xuất công bố ấy, thì viên pin sạc dự phòng này sẽ cho dung lượng 6.200 mAh. Và mình đã dùng thử rồi thì với chiếc iPhone XR của mình nó sẽ sạc được khoảng tầm 2,3 lần. Và nếu quy đổi giá thì với những sản phẩm khác, ví dụ như iPhone X chẳng hạn, các bạn sẽ có khoảng tầm 2,5 lần sạc. Và với iPhone 8 thì các bạn sẽ có nhiều hơn, 3,5 lần sạc. Còn với những sản phẩm pin nó dung lượng lớn như kiểu Redmi K20 Pro hay là iPhone XS Max hoặc là iPhone 11 Pro Max dung lượng pin lớn hơn thì các bạn sẽ có khoảng tầm 1,5 lần sạc. Còn để nói về điểm trừ của viên pin sạc dự phòng ấy, theo mình thấy có lẽ đó chính là nó sẽ không hỗ trợ công nghệ sạc nhanh. Nhưng mà cũng dễ hiểu thôi, khi mà các bạn đã có những cái công nghệ ví dụ như là sạc không dây này, sau đó là hai cổng ra cùng một cái độ hoàn thiện tốt như vậy mà chúng ta có thêm công nghệ sạc nhanh thì rõ ràng là mức giá của viên pin sạc dự phòng này nó sẽ đội lên rất là cao.
Và đó là tất cả những đánh giá của mình về viên pin sạc dự phòng solo lốp này. Các bạn nghĩ sao? Và bây giờ chúng ta hãy đến với phần quan trọng nhất, đó là GA. Tuy nhiên trước khi đến phần GA thì mình khuyên các bạn đó chính là hãy like và subscribe kênh của mình đi. Bởi vì đó sẽ là một trong những yêu cầu chính của phần mô tả mình để bên dưới phần video. Còn chương trình GA ấy, thể lệ của chúng ta sẽ rất là đơn giản thôi. Đầu tiên các bạn hãy like và subscribe ủng hộ Khôi Ngọc. Tiếp theo các bạn hãy điền vào đầy đủ thông tin ở cái biểu mẫu mình đặt bên dưới phần mô tả. Ở trong đấy sẽ có những yêu cầu chi tiết hơn về việc là các bạn có thể tham khảo fanpage này, cũng như là like fanpage đó, hoặc là các bạn sẽ điền số may mắn vân vân. Số may mắn ấy thì cũng sẽ chỉ có 2 số mà thôi. Đó là một điểm cộng khi các bạn tham gia giveaway ở trên kênh của mình. Chỉ có 2 số rồi, quá đơn giản phải không? Và tất nhiên rồi, thì giveaway chúng ta sẽ mất một thời gian. Mà bạn nào muốn sở hữu luôn cái viên pin sạc dự phòng này có thể tham khảo fanpage Deeper, mình để link bên dưới phần mô tả nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại bạn trong các video lần sau. Ngoài cục sạc dự phòng này thì họ còn bán rất nhiều thứ thú vị. Ví dụ như kiểu là cái túi chườm nóng để cho các chị em đến ngày đến kỳ này úp vào bụng thì nó ấm áp hơn, nó thoải mái hơn, đỡ cáu gắt với anh em. Anh em nào mà có người yêu ấy thì mua cái cục. Anh em nào mà có người yêu thì mua cái túi đi về theo mình giá là rất ok đấy. Bye bye.